Tổng thống Joe Biden đang bị ông Trump dẫn trước ở hầu hết các bang chiến địa, nơi sẽ quyết định chiến thắng thuộc về ai trên đường đến Nhà Trắng năm 2024. Theo thăm dò mới nhất do tờ New York Times và Đại học Siena tiến hành, Tổng thống Joe Biden đang bị đối thủ Donald Trump bỏ lại phía sau tại 5 trong số 6 bang chiến địa quan trọng nhất ở thời điểm một năm trước cuộc bầu cử Tổng thống 2024. Ông Biden đang phải chịu những nghi ngờ lớn của cử tri về tuổi tác, cũng như sự bất mãn đối với cách ông xử lý nền kinh tế và một loạt vấn đề khác. Kết quả thăm dò cho thấy Tổng thống đương nhiệm Biden thua cựu Tổng thống Trump, đối thủ đáng gờm nhất của Đảng Cộng Hòa, với cách biệt từ 4 đến 10 điểm phần trăm trong các cử tri đã đăng ký ở 5 bang chiến địa Arizona, Georgia, Michigan, Nevada và Pennsylvania. Ông Biden chỉ dẫn trước ở Wisconsin với 2 điểm phần trăm. Trên cả 6 bang nơi ông Biden từng thắng thế toàn bộ trong cuộc bầu cử 2020, lúc này Tổng thống chỉ đạt được tỷ lệ ủng hộ từ 44 đến 48%. Sự bất mãn đã bộc lộ rõ trong suốt cuộc thăm dò của New York Times, Siena, với đa số cử tri nói rằng các chính sách của Biden đã gây tổn hại cho cá nhân họ. Cuộc khảo sát cũng cho thấy mức độ xung đột của liên minh đa chủng tộc và đa thế hệ từng bầu chọn ông Biden năm 2020. Các nhóm nhân khẩu học ủng hộ ông Biden với tỷ lệ áp đảo vào năm 2020 hiện đang bị tranh chấp chặt chẽ hơn nhiều, vì 2/3 cử tri cho rằng đất nước đang đi sai hướng. Các cử tri dưới 30 tuổi chỉ ủng hộ ông Biden với chênh lệch 1 điểm phần trăm duy nhất, trong khi vị trí dẫn đầu của ông trong cử tri gốc Tây Ban Nha giảm xuống ở mức một con số, và lợi thế của ông ở khu vực thành thị chỉ bằng một nửa lợi thế của ông Trump ở khu vực nông thôn. Và trong khi phụ nữ vẫn yêu mến ông Biden, thì phía đàn ông lại ưa thích ông Trump với tỷ lệ chênh lệch lớn gấp đôi. Đảo ngược lợi thế về giới đã thúc đẩy rất nhiều lợi ích của Đảng Dân Chủ trong những năm gần đây. Các cử tri da đen từ lâu vốn là thành viên vững chắc của Đảng Dân Chủ, và ông Biden hiện đang có tới 22% dành sự ủng hộ cho ông Trump, một mức độ lớn chưa từng thấy đối với một đảng viên Cộng Hòa trong thời hiện đại. Cộng tất cả các lợi thế với nhau, ông Trump dẫn trước 10 điểm ở Nevada, 6 điểm ở Georgia, 5 điểm ở Arizona, 5 điểm ở Michigan và 4 điểm ở Pennsylvania. Ông Biden giữ lợi thế 2 điểm ở Wisconsin. Cũng theo cuộc thăm dò, cả ông Biden và Trump đều không được yêu mến ở mức tương tự nhau. Nhưng những cử tri cho rằng đất nước đang đi sai hướng đang bày tỏ sự thất vọng hơn đối với Tổng thống Biden. Spencer Vye, chuyên gia trạm biến áp điện 53 tuổi ở Bloomberg, Pennsylvania, người đã ủng hộ ông Biden vào năm 2020, nhưng hiện đang ủng hộ ông Trump, cho biết, thế giới đang sụp đổ dưới thời Biden. Tôi muốn gặp ai đó mà tôi cảm thấy có thể trở thành một nhà lãnh đạo gương mẫu tích cực cho đất nước, nhưng ít nhất tôi nghĩ Trump có sự thông minh. Những chính sách gây tổn thương cá nhân của ông Biden. Tuy vậy, Tổng thống Biden vẫn còn một năm để xoay chuyển tình thế. Các chỉ số kinh tế tăng ngay cả khi cử tri không đồng ý với những con số đó. Trong khi đó, phía ông Trump vẫn đang bị phân cực, và chiến dịch được tài trợ tốt của ông Biden sẽ nhằm mục đích củng cố những điểm yếu về nhân khẩu học của ông. Các cố vấn của Tổng thống đã nhiều lần lưu ý rằng Đảng Dân Chủ đã hạn chế thành công tổn thất của Đảng trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022, bất chấp tỷ lệ tán thành kém dành cho ông Biden vào thời điểm đó. Tuy nhiên, cuộc khảo sát cho thấy Tổng thống Biden bắt đầu năm 2023 với ít sự ủng hộ hơn, mặc dù đối thủ Trump đã bị truy tố tội hình sự 4 lần và phải đối mặt với phiên tòa vào năm 2024. Nếu kết quả thăm dò vẫn như vậy vào tháng 11 tới, ông Trump sẽ nắm nhiều cơ hội giành được trên 300 phiếu của cử tri đoàn, vượt xa con số 270 cần thiết để vào Nhà Trắng. Một dấu hiệu đáng lo ngại khác đối với Đảng Dân Chủ là cử tri ở mọi mức thu nhập đều cảm thấy rằng các chính sách của Biden đã làm tổn thương cá nhân họ, trong khi họ ghi nhận các chính sách của ông Trump đã giúp đỡ họ. Cử tri dành cho ông Trump 17 điểm vì đã giúp đỡ họ và cho Biden 18 điểm vì đã làm tổn thương họ. Đối với ông Biden, người sẽ bước sang tuổi 81 vào cuối tháng này, việc trở thành tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ là một trách nhiệm quá nặng. 71% người được hỏi cho rằng ông quá già để trở thành một tổng thống hiệu quả, một ý kiến được ủng hộ ở mọi nhóm nhân khẩu học và địa lý trong cuộc thăm dò, bao gồm 54% ở những người ủng hộ Biden. Ngược lại, chỉ 19% những người ủng hộ Trump và 39% tổng cử tri coi ông là quá già. Ngoài lo ngại về tuổi cao, 62% người được hỏi cũng cho biết ông Biden không có tinh thần nhạy bén để làm việc hiệu quả. Cử tri kinh tế nghiêng về Trump. Với tỷ lệ chênh lệch từ 59% so với 37%, cử tri được hỏi cho biết họ tin tưởng ông Trump hơn Biden trong lĩnh vực kinh tế, khoảng cách lớn nhất trong bất kỳ vấn đề nào. Sự ưa thích dành cho ông Trump trong các vấn đề kinh tế trải rộng khắp cử tri, ở cả nam và nữ, những người có bằng đại học và những người không có bằng đại học, ở mọi lứa tuổi và mọi mức thu nhập. Kết quả đó đặc biệt gây rắc rối cho Tổng thống Biden, vì gần như gấp đôi số cử tri cho biết các vấn đề kinh tế sẽ quyết định cuộc bỏ phiếu năm 2024 của họ so với các vấn đề xã hội, chẳng hạn như phá thai hoặc súng ống. Và những cử tri kinh tế đó ủng hộ ông Trump
với tỷ lệ áp đảo từ 60% so với 32% của Biden. Kết quả thăm dò trên được đưa ra sau khi chiến dịch tranh cử của ông Biden đã chi hàng triệu đô la cho các quảng bá thành tích của ông và khi Tổng thống tiếp tục đi công du khắp đất nước để nói về vấn đề kinh tế. Nhưng rõ ràng là các cử tri không vừa ý, chỉ có 2% cử tri cho rằng nền kinh tế rất xuất sắc. Các cử tri dưới 30 tuổi một nhóm đã bỏ phiếu mạnh mẽ cho ông Biden vào năm 2020 cho biết họ tin tưởng ông Trump hơn trong lĩnh vực kinh tế với mức chênh lệch bất thường là 28 điểm phần trăm. Gia Mary Henry, 25 tuổi, người đóng gói rượu ở Albany, Georgia, cho biết: "Tôi thực sự đã đặt nhiều hy vọng vào Biden. Ông ấy không thể tệ hơn Trump. Nhưng rồi 5 tháng trôi qua, mọi thứ xảy ra với lạm phát, chiến tranh diễn ra ở Ukraine, gần đây là Israel và tôi đoán biên giới của chúng ta không an toàn chút nào. Và bây giờ Henry có kế hoạch ủng hộ ông Trump. Các vấn đề khác, những lỗ hổng của ông Biden trải dài trên một loạt vấn đề. Các cử tri ưa thích Trump hơn Biden về vấn đề nhập cư 12 điểm, về an ninh quốc gia 12 điểm và về xung đột Israel-Palestine 11 điểm. Và mặc dù đa số 58% ủng hộ viện trợ kinh tế và quân sự nhiều hơn cho Ukraine phù hợp với chính sách của Biden, điều đó dường như không có lợi cho Tổng thống trong các câu hỏi rộng hơn về khả năng xử lý các vấn đề đối ngoại. Điều đáng nói là ngày nay, mức độ mà cử tri cảm thấy khó chịu trước tính cách và lối nói khoa trương của ông Trump vốn là lợi thế cho Đảng Dân Chủ dường như đã giảm bớt. Điều đó nói lên rằng, ông Trump sẽ được chú ý nhiều hơn vào năm 2024, bao gồm cả các phiên tòa hình sự nhằm vào ông. Bên lề cuộc bầu cử, làn sóng thôi việc của các nhân viên bầu cử Mỹ tăng mạnh trước áp lực của khối lượng công việc khổng lồ, cũng như sự can thiệp của các đảng phái vào quá trình làm nhiệm vụ và cả những mối đe dọa. Áp lực này trở nên tồi tệ hơn sau những thông tin sai lệch về cuộc bầu cử năm 2020 bị rò rỉ trước giới truyền thông. Theo một nghiên cứu quy mô khu vực được nhóm giám sát phi lợi nhuận Issue One công bố, chỉ riêng tại 11 bang miền Tây nước Mỹ, đã có hơn 160 nhân viên bầu cử dày dặn kinh nghiệm thôi việc kể từ tháng 11 năm 2020. Phân tích cũng chỉ ra số năm kinh nghiệm trung bình của những người đứng đầu bộ phận bầu cử địa phương đã giảm từ 8 năm xuống còn chỉ còn 1 năm. Thư ký bang Arizona Adrian Fong, một đảng viên Dân Chủ, cho biết tại bang chiến trường Arizona, 12 trong số 15 lãnh đạo bầu cử của bang đã rời đi. Thậm chí có những người đã bị trộm mất vật nuôi và đầu độc chúng như một hình thức đe dọa. Bang Arizona trở thành điểm nóng trong vụ rò rỉ thông tin sai lệch năm 2020 sau khi Tổng thống Joe Biden giành chiến thắng ở bang vốn được coi là thành trì của Đảng Cộng Hòa này với hơn 10.000 phiếu bầu. Ông Al Sweet, đảng viên Cộng Hòa, cho biết tại Pennsylvania, một trong những bang chủ chốt khác, gần 70 nhân viên bầu cử cấp cao đã rời bỏ công việc từ năm 2020. Thực trạng này diễn ra tương tự tại khắp các bang trên toàn nước Mỹ. Các nhân viên bầu cử phải đối mặt với sự quấy rối, xúc phạm, thậm chí là đe dọa đến tính mạng cá nhân và gia đình của họ. Nick Pennyman, giám đốc điều hành của Issue One, nói, đây là tình trạng khẩn cấp quốc gia. Nói một cách dễ hiểu, bất kỳ công ty tư nhân nào chảy máu nhân sự với tốc độ như vậy cũng sẽ phá sản. Trong phiên điều trần Quốc hội Mỹ vào tuần trước, ông Smith, cựu giám sát các cuộc bầu cử ở bang Philadelphia, với tư cách là ủy viên thành phố, cảnh báo rằng sự ra đi của những nhân viên giàu kinh nghiệm sẽ chỉ làm dấy lên thêm nhiều thuyết âm mưu trong những tháng tới và gia tăng khả năng mắc sai sót khi phải làm việc trong một môi trường độc hại. Vào năm 2021, Bộ Tư pháp Mỹ đã thành lập một đội đặc nhiệm chuyên để giải quyết các mối đe dọa đối với nhân viên bầu cử. Cho đến nay, ít nhất 14 người bị cáo buộc hình sự với tội danh liên quan. Ngoài ra, kể từ năm 2020, 11 tiểu bang đã thông qua luật bảo vệ mới cho các quan chức bầu cử và nhân viên thăm dò dư luận, trong đó có điều khoản các nhân viên bầu cử sẽ được bảo mật thông tin địa chỉ sinh sống. Bên cạnh đó, Tổng thống Joe Biden đã đề xuất ngân sách tài chính năm 2024, trong đó dành 1,6 tỷ đô la Mỹ tài trợ cho việc bầu cử liên bang, một phần nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho nhân viên phục vụ quá trình, nhưng đề xuất này rất khó để được Quốc hội thông qua. Với môi trường làm việc độc hại và khối lượng công việc khổng lồ, nhiều nhân viên bầu cử khắp nước Mỹ đang phải vật lộn với nhiệm vụ của họ. Quan chức địa phương tại các bang trên khắp nước Mỹ đang tích cực tìm kiếm giải pháp trong bối cảnh nhiều nhân viên kỳ cựu đã rời đi, khi áp lực khủng khiếp mà cuộc chạy đua vào Nhà Trắng 2024 đang đến gần. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.